Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tới đây sẽ diễn ra sự kiện Hương Rừng U Minh. Sự kiện đặc biệt này sẽ được tổ chức tại vườn quốc gia U Minh Hạ, thị trấn U Minh, xã Khánh An, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách gần xa nhiều trải nghiệm thú vị. Nằm trong chuỗi hoạt động Cà Mau điểm đến năm 2022, sự kiện Hương Rừng U Minh là dịp để huyện U Minh quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh của huyện thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực và thương mại đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Sự kiện năm nay thì cũng có nhiều cái đổi mới cũng như là bổ sung một số cái nội dung để tạo tính hấp dẫn, thu hút được du khách. Tổ chức cái liên quan tiếng hát thanh niên với chủ đề là Hương Rừng U Minh, rồi tổ chức đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu, rồi xen kẽ trong các đêm tổ chức sự kiện thì có giao lưu đờn ca tài tử, một số câu lạc bộ của huyện U Minh, rồi mời một số câu lạc bộ của huyện Thới Bình và huyện Trần Văn Thời tham gia. Đặc biệt trong sự kiện lần này còn có hoạt động tổ chức xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam. Hoạt động này không chỉ được nhiều du khách mong chờ mà kể cả những người gác kèo ong dưới tán rừng U Minh Hạ cũng rất háo hức. Ở đây thì anh em tụi em thì cũng có hàng mấy trăm mẫu, nhưng mà cũng mong gần cái thời điểm mà tới gần cuộc thi đó, thời điểm đó thời tiết là thuận lợi hơn, là yêu cầu thời điểm thuận lợi cho mật thôi. Là những ổ ong là tụi em cũng đang là mong đợi có một ổ ong là bự nhất để góp phần vào cái cuộc thi của cỡ rừng U Minh. Một hoạt động không kém phần hấp dẫn là tổ chức xác lập kỷ lục lẩu mắm lớn nhất Việt Nam. Hoạt động góp phần quảng bá món ăn đặc trưng vùng đất U Minh đến với du khách khắp mọi miền đất nước. Công việc chuẩn bị cho cái lẩu mắm thì cái hình thức với cái diện tích kích cỡ này kia các thứ thì đơn vị cũng đã chuẩn bị xong. Cái để đạt được cái lẩu mắm đạt được cái kỷ lục Guinness năm nay thì đơn vị cũng chuẩn bị rất là công phu. Thứ nhất là cái kích cỡ cái lẩu mắm đó tương đối là lớn. Dự định thì số lượng người dùng trong cái lẩu mắm này khoảng trên dưới 300 người. Rồi ngoài ra thì cái lượng thực phẩm, các cái loại rau phụ phẩm để ăn trong cái lẩu mắm này cũng phải đạt cái kỷ lục. Tham gia sự kiện, du khách còn được thư giãn, hòa mình vào các hoạt động thể thao đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ, tham gia các trò chơi dân gian, hội chợ và tìm hiểu về những đặc sản của U Minh. Các trò chơi như là kéo co, đổ nước vào chai, bịt mắt đập riêu, rồi đua thuyền trên cạn. Và tiếp tục nữa là giao cho huyện đoàn là thực hiện cái chương trình là đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu. Thì về phía huyện đoàn cũng đã tranh thủ chuẩn bị một nguồn lực như xuồng, con người, nguồn lực, nhân lực, vật lực và chuẩn bị cho tiếp tục cho các cái buổi thực hiện cái chương trình. Hương Tràm cũng rất hân hạnh là được cái đơn vị chọn cái điểm dừng, cái điểm cuối của chương trình đi marathon xuyên vườn quốc gia. Đơn vị cũng chuẩn bị để chu đáo để đón tất cả du khách, nhất là đoàn khách tham quan du lịch ngay cái dịp lễ này. Đơn vị cũng có làm rất là nhiều tour khách ngoại tỉnh, ví dụ như đi thuyền máy tham quan và trải nghiệm một góc của vườn quốc gia Minh Hạ, hay là đón những đoàn khách đến đây nghỉ đêm lưu trú dã ngoại. Tối thì mình cho khách nó đi đặt lờ, đặt lợp, nó rồi đặt chấm, nó rồi giao lưu văn nghệ đàn ca tài tử và bằng đêm. Ban tổ chức sự kiện Hương Rừng U Minh á, thì chúng ta mong muốn rằng sau khi tổ chức sự kiện á, thì cái hình ảnh, rồi những cái tiềm năng, lợi thế về du lịch U Minh sẽ được nhiều du khách gần xa biết đến, đặc biệt là các cái doanh nghiệp họ đang hoạt động trên lĩnh vực du lịch thì họ biết đến để làm sao mà chúng ta kết nối rồi phối hợp khai thác được các lợi thế mạnh này. Với sự chuẩn bị chu đáo của các ngành các cấp, tin rằng chủ hoạt động của sự kiện Hương Rừng U Minh sẽ làm thỏa lòng du khách.
qua đó tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người vùng đất U Minh nhiều tiềm năng, độc đáo và mến khách.